Chuyên mục Pháp luật và đời sống xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn xem đây thân mến, đánh bạc là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Người nào vi phạm tùy theo tính chất, mức độ thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử phạt vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự phụ thuộc vào số tiền hoặc là giá trị hiện vật dùng để đánh bạc. Vậy, số tiền hoặc là hiện vật ăn thua có giá trị bao nhiêu thì người đánh bạc bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Số tiền hoặc giá trị hiện vật ăn thua có giá trị thấp hơn chỉ bị xử lý vi phạm hành chính hay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Chuyên mục Pháp luật đời sống ngày hôm nay đề cập vấn đề này. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kiếm đại ca có chuyện quan trọng. Trời đất ơi, trời mưa trời gió này qua đây mày kiếm tao làm gì vậy mày? Bây giờ còn nằm ngủ cái gì nữa? Em qua kiếm đại ca có chuyện quan trọng. Quan trọng gì mày ngồi xuống mày nói tao nghe coi. Em nói đại ca nghe nè. Vậy em có kẹo thuốc. Chứ không phải mà như bữa hổm đâu. Thôi mà mày quá. Trời mưa trời gió mày qua đây mày kiếm tao mày bài kèo này kèo nọ. Mà tao nói cho mày biết ha. Mỗi lần mày bài kèo cho tao quá xui được chết luôn à. Thôi đi mày về đi. Tháng này thầy coi tao xui lắm, mày về cho tao nhờ thôi. Đại ca ơi, đại ca, dẹp cái gì mà dẹp, về cái gì mà về. Kèo này nó thơm thiệt. Em nói đại ca nghe, em chơi một mình là em thắng, là đại ca tiếc đó trời ơi. Thôi à, mày lúc nào cũng vậy. Mày nhớ lần trước không, mày rủ mày cũng nói kèo này thơm, kèo kia thơm, thấy không? Tao nghe lời mày qua bên nhà của ông Bảy Rô, chơi có mấy ván à. Trời ơi, nó đen, sao mà đen. Tới lúc đỏ mới thắng được con ván hai ván công an xã vô hút. Trời đất ơi, làm tao tốn tiền rồi ông bà già nhà tao, ông quần tao gần chết luôn á. Thì bữa đó xui, em có như anh có khác cái gì đâu. Nhưng mà thua kiểu này mình bài kiểu khác đại ca. Thôi, tao nói cho mày biết ha. Bữa đó xui mà nó còn hên ha. Mình chơi nhỏ cho nên có phạt có con trai mấy xị à. Chứ không thôi là vô nhà đá hả, gỡ lịch mọt găm luôn nghe mày. Thì em có khá gì hơn anh đâu. Anh mất tiền, bộ em không mất chắc. Mệt anh thấy ghê vậy. À, mà anh còn giống không? Em với anh xung xác lần này luôn. Kèo này thơm, chắc ăn luôn. Sao mày dai quá. Mà nè, kèo sao đâu nói tao nghe coi. Tao nghe người ta mới quyết định mày. Em nói đại ca nghe cái này. Mà đại ca hứa đừng nói ai nghe nha. Chiều chủ nhật tuần này hen, có trận đá gà bên nhà Bayro. Mà em nói cho anh nghe con gà của ông là con gà chiến. Con gà chiến lắm. Anh cứ xuống xác cho em đi. Anh mà thua em đền tiền cho. Trời ơi, nợ nần lúc đầu mà nói nghe ngon. Trời đất ơi, mà sao mày biết gà nó ngon? Mày có coi di coi giải coi cửa nó chưa mà mày nó ngon hả? Đại ca ơi, con gà là của thằng Tèo ở thím dưới, đại ca không biết hả? Nó nổi tiếng, con gà đã nổi tiếng lâu rồi. Xuống xác luôn hả đại ca? Ủa, mày nói thằng Tèo ở xóm dưới hả? Thì đúng rồi. Ê, cái con nó cứng cửa thiệt mày. Vậy em mới rủ anh đi đá chứ. Nhưng mà phải coi lại mới được mày. Chứ gũi mà xui cái là chết luôn á. Tao giờ tao đâu còn nhiều tiền ở đâu. Tao phải đại gia đâu mà mày xuống xác. Vậy là đại ca đồng ý được phải không? Thì đó, em nói vậy mới là huynh đệ sinh tử chi giao chứ. Bây giờ anh đi với em. Đi với em xuống nhà thằng Tèo. Mình cứ di cô dạy trước. Đi đại ca. Đi đại ca, đi liền. Ê, chờ tao với mày. Thằng này nó mới nói mà đi liền. Ê mày, em nói thấy chưa, anh thấy con gà nó chiến không? Bảo đảm với anh là nó sẽ đâm con gà kia cho anh coi. Thôi tao biết rồi. Nè, chơi được nhiêu mày? Thì con gà chiến như vậy thì 2 triệu chứ nhiêu. Gì dữ vậy? Lúc này tao đang xui nè, con chai rưỡi thôi. Trời đất ơi, thì chai rưỡi thì chai rưỡi, chai ít thì ăn ít vậy thôi. Ít gì mệt. Thôi vậy được rồi mày. Mới bị phạt tao không phải ớn chứ mày. Tao mà mày dính lần nữa hả là ông bà già tao không từ tao luôn nha mày. Trời đại ca, cái này là cái độ nhỏ xíu chứ cái gì đâu.
Mà em nghe nói nha, đá gà quýnh bài mà nghe nói ăn thua tới 5 triệu trở lên á, gì nó dính tù. Như em với đại ca vậy thì đâu có không nhiêu. Thôi, xạo gì vừa thôi ông nội, thấy không? Mới vừa rồi quýnh bài, ông cũng nói với tôi là quýnh 2 triệu trở lên mới dính tù, thấy không? Để chơi con chai rưỡi hà, cũng xém rồi đó. Nay mày nói 5 chai, mới có mấy ngày mày thay đổi chóng mặt với mày, xạo vừa thôi mày. Đại ca ơi, hôm đó là chưa có cập nhật. Chưa có cập nhật cho nên 2 chai. Bây giờ em mới cập nhật là 5 chai em dính tù. Em thề đại ca luôn á. Trời đất ơi, mày mà biết cái gì mà nói. Ôi nay mày đặt nghiên cứu luật nữa hả mày? Mày đừng có vũ cao, thấy không? Đại ca yếu quá, mình phải nghiên cứu luật chứ đại ca. Mình phải né được luật. Nói đại ca nghe nè, bây giờ đại ca chơi trận này là đại ca gỡ được hết giống của hổng luôn. Mà nếu như bị công an bắt thì cùng lắm là phạt hành chính thôi, mình chơi đâu có quá 5 triệu đâu. Mà nếu như có phạt, em đóng cho đại ca luôn. Ê, cái này là mày nói nghe con, tao không có bắt buộc mày nha. Có gì là mày chịu đó nghe. Đại ca yên chí, để em. Được, chơi. Tao ngán mày à. Xin chào ông Lê Huỳnh Nhật Thiện, đến từ Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Bến Tre. Xin chào Thúy Tiên. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Thưa ông, xin ông cho biết là trong câu chuyện của chương trình thì anh Đậu có nói là nếu mà ăn thua từ 5 triệu đồng trở lên mới bị xử lý hình sự, như vậy thì có đúng hay không? Và theo quy định của pháp luật hình sự thì giá trị ăn thua bao nhiêu tiền mới đủ yếu tố để cấu thành tội đánh bạc? Hiện tại thì theo quy định của pháp luật hình sự năm 1999 và pháp luật chúng ta đang thực thi đó, quy định thì người nào mà đánh bạc trái phép với bất kỳ hình thức nào mà được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc là dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc là tội quy định tại điều 249 của Bộ luật hình sự, tức là tội tổ chức đánh bạc mà chưa được xóa án tích còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Ở khoản 2 của điều 248 quy định là phạm tội thuộc trong một cái trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Thứ nhất là có tính chất chuyên nghiệp, rồi tiền hoặc là hiện vật dùng để đánh bạc thì có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên và tài khoản nguy hiểm. Ngoài ra ở khoản 3 điều 248 quy định là người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Như vậy thì theo quy định pháp luật hình sự hiện hành thì chỉ cần người nào đánh bạc mà có giá trị tài sản hoặc là hiện vật từ 2 triệu đồng trở lên thì đã bị xử lý hình sự đối với tội này. Tuy nhiên trong tiểu phẩm chúng ta vừa xem, Đậu có nói là cái giá trị từ 5 triệu đồng trở lên thì mới bị xử lý sự. Đây cũng là một quy định mới được áp dụng trong Bộ Luật Hình sự năm 2017 và sẽ có hiệu lực sắp tới đây vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Và đối với Bộ Luật Hình sự 2017, quy định tội đánh bạc tại điều 321 Bộ Luật Hình sự quy định là người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật mà trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc là dưới 5 triệu đồng mà đã bị xử phạt vi phạm chính về hành vi này hoặc là hành vi mà quy định tại điều 322 của bộ luật này hoặc bị kết án về tội này mà chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy thì nếu như Đậu mà đánh bạc đó, ăn thua bằng tiền và đều trong thời điểm hiện tại như bây giờ thì sẽ bị xử lý sự nếu mà đánh bạc ở dưới mức là trên 2 triệu đồng. Còn đến thời điểm sau ngày 1/1/2018, tức là tới thời điểm Bộ luật hình sự 2017 có hiệu lực, thì cái mức tối thiểu để xử lý hình sự đối với tội đánh bạc này là từ 5 triệu đồng trở lên. Như vậy thì cũng trong tình huống trên, anh Tào và anh Đậu chơi đánh bạc đã bị xử lý vi phạm hành chính rồi. Thì lần này nếu như chơi đá gà và bị bắt về hành vi trên, thì anh Tào và anh Đậu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Hay là chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính như lần trước? Vâng, chúng ta hiểu rằng đá gà mà được thua bằng tiền thì đây cũng là một hình thức đánh bạc trái phép. Và nếu như trước đây đã bị xử lý phạm chính về hành vi này rồi, nhưng mà nếu nay mà Tào đổ và tiếp tục đánh bạc theo quy định của pháp luật hiện hành á, tức là theo Bộ luật hình sự năm 1999 chúng ta đã bắt đầu hiện tại, thì nếu lần thứ hai mà hai người đã bị xử phạt phạm chính rồi mà tiếp tục họ tổ chức đánh bạc vào thời điểm hiện tại này thì có thể sẽ không bị truy cứu trách nhiệm sự và sẽ bị xử lý phạm chính tiếp. Tuy nhiên nếu đến sau ngày 1/1/2018 thì nếu luật hình sự năm 2017 có hiệu lực pháp luật thi hành, thì trong trường hợp này đó, thì nếu mà đã bị xử lý phạm chánh rồi,
và hành vi này quy định hoặc là bị xử phạt vi phạm hành chính về cái hành vi quy định tại điều 322 tức là tội tổ chức đánh bạc đó, thì nếu trong trường hợp mà tiếp tục vi phạm thì không cần phải định lượng cái số tiền là bao nhiêu, đánh bạc bao nhiêu. Nếu dưới 5 triệu đồng mà đã bị xử phạt vi phạm chính rồi thì vẫn bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc là bị giam từ 3 năm, cải tạo giữ 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy thì nếu trong trường hợp này sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 mà Tàu và Đẩu đã bị xử phạt vi phạm chính rồi mà tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc thì sẽ bị xử lý hình sự. Vậy thì ông có thể cho biết là như thế nào thì gọi là đã bị xử lý vi phạm hành chính, và như trường hợp của anh Tàu và anh Đẩu thì có được gọi là đã bị xử lý vi phạm hành chính hay không ạ? Vâng, theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính tại điều 2 thì quy định là vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm, và theo quy định của pháp luật thì phải bị xử lý vi phạm chính. Và tại khoản 2 của điều 2 cũng quy định xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân tổ chức thực hiện vi phạm chính theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm chính. Và cũng trong luật xử lý vi phạm chính thì tại điều 21 quy định các hình thức xử phạt và quy tắc áp dụng. Thì quy định là các hình thức xử phạt vi phạm chính bao gồm là cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép, rồi chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc là đình chỉ hoạt động có thời hạn, rồi tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính hoặc là phương tiện sử dụng để vi phạm chính, rồi trục xuất. Rồi các hình thức xử phạt vi phạm chính theo quy định tại điểm A, điểm B khoản 1 của điều 21, tức là hình thức là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền thì chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính. Còn các hình thức còn lại là hình thức xử phạt bổ sung. Rồi đối với mỗi cái vi phạm hành chính thì cá nhân và tổ chức vi phạm chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính, có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung theo quy định tại khoản 1 của điều 21. Nhưng hình thức xử phạt bổ sung thì chỉ áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính, tức là phải có bị xử phạt bằng hình thức xử phạt chính rồi sau đó mới được áp dụng hình thức xử phạt bổ sung. Đối chiếu lại với tội phạm chúng ta vừa xem thì trong trường hợp này anh Tàu và anh Đẩu đã bị phạt tiền bằng một cái quyết định xử phạt hành chính. Như vậy là trường hợp này hai anh đã bị xử phạt vi phạm chính, và nếu tiếp tục có hành vi vi phạm hành chính như thế nữa, giá trị không cần đến mức 5 triệu đồng và sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 vẫn sẽ bị xử lý hình sự. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Thủy Tiên, cảm ơn quý vị khán giả đã xem chương trình.